Xin chào các bạn cùng trở lại với F8 Trong chuỗi video hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng cảnh báo khi sửa tay lên mặt Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau đi tạo project với thư viện JS các bạn nhé Thì ở đây các bạn có thể mở cái thằng visual studio code lên sau đó là mở cái tab uh, terminal mà chúng ta đã uh, học ở video trước rồi đúng không? thì bây giờ các bạn có thể tạo luôn cái project ở trong cái thằng này. mặc định khi các bạn open lên ấy thì cái thằng uh, uh, terminal này nó sẽ đang đặt cái con trò thư mục của các bạn đang ở đúng cái thư mục user ví dụ như mình đang uh, ở thư mục của user là ngọc sơn đây thì ở đây là có hai 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 trường hợp như này một là các bạn đã biết sử dụng terminal rồi thì các bạn có thể di chuyển tới cái thư mục nào đó ví dụ như ở đây là mình có ghostpay này react js này đó mình có thể di, di chuyển vào cái thư mục mà, mà mình mong muốn và mình có thể tạo cái thư mục mới ở trong này. Còn với những bạn mà chưa học ấy, chưa học, chưa biết những cái câu lệnh này để di chuyển tới những cái thư mục ấy, thì một là các bạn lên Google tự tìm hiểu giúp mình, bởi vì khóa học này không học về cái đó. Và hai là các bạn tạo thẳng luôn đây, không cần phải cd, không cần phải di chuyển đi đâu hết, chỉ cần mở terminal lên và gõ thẳng luôn những cái lệnh sau giúp mình. À, các bạn sử dụng dòng là npx, sau đó là viết dòng là uh, create này, à đây create này. Create, gạch ngang react, được chưa? gạch ngang app đó thì cái thằng này nó là một cái thư viện để giúp các bạn uh, tạo ra được một cái project với thư viện React JS rất là nhanh các bạn nhé. bây giờ các bạn đặt cái tên cái thằng uh, sau đó là npx, uh, NPX này cách uh, React app sau đó là cách ra cái tên project mà các bạn muốn đặt ở đây thì mình đặt nó tên là bỏ tay ra đó bỏ tay ra theo tiếng Việt luôn và enter nó sẽ tự động cài đặt các bạn nhé đó thì bây giờ là chúng ta chỉ ngồi chơi sơ nước để đợi nó cài đặt xong thôi Mình cũng không biết làm gì bây giờ cả Thực ra là mình có thể tua nhanh cái video này để cho các bạn không cần phải xem cái đoạn này Tua một cái là xong thôi, nhưng thôi để cho các bạn xem, xem cùng mình Ok và như thế này là đã cài đặt xong này các bạn này Các bạn để ý đây này nó có cái dòng là success đây này Và nó bảo là nó đã tạo ra cái project tên một cái folder tên là bỏ tay ra Ở trong cái thư mục như thế này được chưa Thì trên máy Windows ấy thì nó cũng sẽ ra một cái thư mục như thế Đại loại là trên máy nào thì nó cũng sẽ ra một cái đường dẫn như thế này Tùy vào cái máy của các bạn thôi được chưa Thì sau khi các bạn nhìn được cái đường dẫn như thế này Các bạn sẽ đi open đúng cái project đó lên giúp mình được chưa Đây các bạn có thể mở cái thằng à, bấm vào thằng add folder này Đó còn nếu mà không có cái nút này các bạn mà không nhìn được cái nút này ấy, thì phải nhớ bấm vào cái biểu tượng này nhá. Đó, bấm vào đây nó mới mở ra. Hoặc là chọn vào trên này nó có cái file này, sau đó là chọn là add folder to Google space nhá. Đó. Và đi tìm đúng cái thư mục. Đúng cái thư mục mà nó đang hiện ở đây. Được chưa ạ? Ok. Thì bây giờ là mình sẽ đi tìm cái thư mục đó, bỏ tay ra đây. Và bây giờ mình có thể add nó này đó nó sẽ open ra thì đây chính là cái cấu trúc thư mục của thằng thằng gì nhỉ thằng create app nhá đó nó đã tạo ra cho chúng ta luôn đây này cái thằng này nó sẽ giúp chúng ta build ra được cái cấu trúc thư mục như thế này và bây giờ ấy ở đây là những cái dòng này nó đang hướng dẫn các bạn đây này các bạn có thể run cái server lên với thằng này đúng không à, đây là build production này đúng không đây là test này đây là exact à, và đây hai cái lệnh các bạn có thể làm tiếp theo đây này CD là đây là để di chuyển thư mục đúng không? CD này, đứng từ cái thư mục hiện tại CD bỏ tay này và bấm nút tab để tự nó gợi ý như thế kia đúng không? Sau đó là chạy cái dòng Gian uh, Start được chưa ạ? Thì ở đây có thể là nếu mà máy các bạn các bạn thử gõ như này xem nhá. Gian cách chữ V này, này. Đó. Nếu mà các bạn ra cái version ấy thì chứng tỏ là các bạn thằng Gian này đã được cài trên máy của các bạn. Còn nếu mà các bạn Gian cách chữ V mà nó không ra version báo lỗi ấy, thì khi đó là các bạn thay vì các bạn dùng cái lệnh Gian Start như này thì các bạn hãy dùng cái lệnh như này giúp mình là npm cách start được chưa? Đó. Thì đại loại là thằng Gian và thằng NPM thì nó đều là hai thằng quản lý package của Node thôi các bạn nhé Thì ở đây là mình xem là uh, khi các bạn uh, cài ra ấy, các bạn thấy mặc định nó cái file là gian.log như này thì các bạn có thể uh, run giúp mình, run giúp mình bằng cái thằng là gian, chưa? Gian uh, đó, cách start được chưa Còn nếu mà các bạn nhìn thấy nó có cái file là ở trên này lại có cái file là package uh, gạch ngang, uh, package uh, json gạch ngang lock ấy, chấm lock ấy, có thêm cái tên nó giống như này, nhưng có cái đuôi là lock ấy, các bạn nhé, thì các bạn sẽ dùng cái thằng là npm cách start được chưa ạ? OK, thì bây giờ mình trên máy của mình là dùng gian thế nên là mình sẽ dùng là gian cách start đó, nó sẽ run cái project, uh, project của chúng ta lên nhé. Thì bây giờ các bạn chờ một chút nữa này À nó đang bảo là đang bị trùng ờ, Máy của các bạn mà không bị trùng thì không sao đâu Chẳng qua là mình cũng đang run một project khác ở trên máy của mình Thế nên là nó bị trùng thôi Thế nên là bây giờ để yên mình đi close bỏ project đấy của mình đi Của các bạn thì sao không lo lắng đâu, không bị trùng như thế đâu Ở đây nha, xem nào Đây, mình đang run rồi, thế nên là mình cancel nó kia đi rồi Đó Yeah, Start nó sẽ lên đấy bạn nào mà bị gặp giống mình ý Thì các bạn cũng có thể đi close bỏ cái cũ đi Bởi vì chúng ta quên chúng ta chạy đúng không? Rồi đó, chờ một chút nó sẽ lên Nó sẽ lên project của chúng ta và bây giờ các bạn đi tham quan cái thư mục này nhá Đây, tham, tham, quan thư mục này Có cái thư mục là src này, nó viết ra từ source Tức là cái thư mục này để chứa những cái tài nguyên website của chúng ta nhá, nó sẽ nằm hết trong này Thì cái thằng React.js thì ở đây um, quên mất lại cẩn thận thành khóa học React bây giờ Đại loại là chúng ta sẽ không học React ở trong khóa này Thế nên là ở đây mình chỉ nói qua thôi Cái file index này nó sẽ là cái entry để, để thằng node nó đọc vào file index này các bạn nhá Sau đó là nó sẽ Uh, import những cái thư viện này và nó render cái thằng uh, Common App này. Được chưa? Đó. Common App này thì nó chính là cái file app.js này. Được chưa? OK. Đã hoàn thành công rồi. Bây giờ các bạn có thể truy cập ở trên chính ánh của các bạn là localhost uh, 2.3000 port 3000 đúng không? Đó. Nó ra cái trang như thế này nhá. OK. Thế này là các bạn đã cài đặt thành công rồi. Thì trong video này đến đây là kết thúc thôi. Xin chào và cùng gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.